Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương dáng trực lắc ha. Cây này có cái con ngạch rất là quái nè. Và đã được ép vô chậu Nhật sống khỏe rồi ha. Cây này về mình nuôi thêm cho bộ tàn, càng ngày nó càng dày ra nữa thì nhìn cây nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Nhưng mà như thế này về mình bộ bàn mình chơi, hoặc là mình có đi giao lưu hội nhóm mình mang theo, mình giao lưu cũng rất là hay vậy nè. Rễ đã ăn ra ngoài dưới đáy chậu rồi ha. Hàng này em cũng không có nhiều, cũng chỉ được có 2-3 cây thôi. Có cái đứa co rất là quái nè. Dạ rồi, em xin giao lưu cây sam hương quái này với giá là 230 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.